cảm thân thương của quý vị quan khách đã không quản đường xá xa xôi để cùng nhau trở về với không gian hạnh phúc của buổi trưa ngày hôm nay để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô dâu Thanh Bình và chú rể Quang Hào. Và kính mời toàn thể quý vị đi ạ, chúng ta sẽ cùng nhau trở về mâm cỗ bàn tiệc theo sự sắp xếp của phái đoàn hai bên gia đình. Chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi từ trong ra ngoài, thứ nhất là để mâm cỗ và thứ hai là thuận tiện cho toàn thể quý vị quan khách đến sau. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Số chiếc này phò mẹ phi nào ngoài em cái cầu tâm xích tâm sao nọ cứ ba mươi cửa mua muôn sắc đổi phù mía mở mươi đi ở đâu làng cầu mỹ nào thì giết ban tổ chức sắc đổi phù mía có số mấy hộp phò mẹ phi nào bản cuống số mấy tăng phú tăng già tăng cả tăng nai phò mẹ phi nào ngoài em hoa làng rú con nọ họ phong quản trường chưa thổ một cứ ban khẩu quán năm nhốt cái đầu kép chẹp chôm muôn tô hà chôm mắt ở đổi phù mía mở phò mẹ phi nào nó hốc cổ mắt có nó phong quản năng có phò mẹ phi nào nó mắt tô làng phong quản năng tô làng năng em nghĩ lại phò mẹ phi nào chỉ mắt chôm muôn chôm mắt sắc đổi phù mía mở mươi sống với hộp mẹ pin đầu hôm mai là hộp con vẫn di chuyển tiếng lại của mẹ pin đầu ngoài em ơi. Chưa có một cái phán khẩu phán năm tiếng lại của mẹ Pina ngoài em ơi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hạnh phúc của đôi bạn trẻ cũng đã trải qua tình cảm thắm thiết nhất và hai bạn cũng đã cùng nắm chặt tay nhau để cùng nhau bước ra cuộc sống hôn nhân và gia đình. Ngày hôm nay đây, phái đoàn hai bên gia đình của chúng tôi cũng được rất vinh dự được đón tiếp, rất được vinh dự được đón tiếp tình cảm thân thương của quý vị đã dành tất cả mọi tình cảm thân thương cùng nhau trở về với khán phòng tại bản Lé Xôm, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên để cùng nhau chúc mừng cho chú rể Quang Hào, cô dâu Thanh Bình. Và kính mời đến sự diện của toàn thể quý vị, chúng ta đang ở phía ngoài, chúng ta sẽ cùng nhau trở về mâm cỗ bản tiệc của buổi trưa hôm nay. Trân trọng kính mời và kính mời toàn thể quý vị. Cái này khẩn ở bài
chức khách khổng ai từ hơn cỡ dễ xuống mới đầu ở đô lam tăng là tăng ta sau phải chưa hơn cơ vào đổi phù mới nói sau mới và việc cú biển ra và biển ta biển nay và biển ải biển em chính quyết xã bản xung văn du lại phương hấp phong còn chiều trưa của một cái ban khẩu ban năm nhóm kín đầu kiêm chẹp chưa muộn tô hà cho mất rồi sau phải chưa hơn mi đu khởi mở mới đi ở sau mới học tách lại bò mẹ biển ngoài em ơi. Sống và tại khoảnh khắc này đây thì cũng có đầy đủ các vị đại
đại diện nội tộc ngoại tộc của hai bên gia đình thông gia và những người bạn, những người thân, những người đồng nghiệp, và đặc biệt hơn nữa là sự xuất hiện của quý bà con thôn bản gần xa cũng đã cùng nhau trở về đây để chúc mừng hạnh phúc cho Quang Hảo và Thái Bình. Và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình buổi đại lễ thành hôn mừng hạnh phúc cho chú rể Quang Hảo, cô dâu Thanh Bình xin chính thức được bắt đầu. Và một tràng pháo tay thật lớn để cùng nhau chúc mừng. Xin thành cảm ơn những tràng pháo tay thật lớn của quý vị đã dành cho cô dâu chú rể cũng như phái đoàn hai bên gia đình ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, để có được một ngày vui hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng tôi xin được giới thiệu về phái đoàn hai bên gia đình. Về phía phái đoàn gia đình nhà trai, trân trọng giới thiệu có ông Quảng Văn Cơ, Văn Lâu và mẹ là Lò Thị Thêm. Xin mời hai cô chú sẽ bước lên một bước ạ. Và quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho gia đình nhà trai chúng tôi đúng không ạ? Cảm ơn toàn thể quý vị, cảm ơn cô chú rất nhiều. Và phía phái đoàn gia đình nhà gái trân trọng giới thiệu có bố là Lò Văn Toàn, mẹ là Lò Thị Hoài. Xin mời cô chú sẽ bước lên một bước và một tràng pháo tay lớn của quý vị dành cho gia đình nhà gái của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, đứng giữa trung tâm sân khấu cũng là tấm chủ nhân của tấm thiệp hồng ngày hôm nay, chú rể Quang Hảo, cô dâu Thanh Bình. Xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến lên hai bước và cúi đầu thật sâu thay cho những lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý vị ngày hôm nay ạ. Cảm ơn toàn thể quý vị. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đây một ngày tròn vẹn của đôi bạn trẻ thì đôi bạn trẻ cũng sẽ được đón nhận tình cảm thân thương nhất của phái đoàn hai bên gia đình sẽ gửi đến cô dâu chú rể tại buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến lên một bước để đón nhận những tình cảm, những món quà của gia đình nhà gái ngày hôm nay. Xin mời, món quà đầu tiên sẽ là món quà của những người bố, những người mẹ của cô dâu Thanh Bình sẽ gửi món quà tuyệt vời đến hai người con của mình. Xin mời cô chú sẽ gửi đến hai người con của mình những món quà tuyệt vời nhất ngày hôm nay ạ. Xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, những người bố người mẹ đã không quản một nắng hai sương với con lớn, và ngày hôm nay đây khi hai người con chính thức nên duyên chồng vợ thì những người bố những người mẹ cũng có món quà cao quý để gửi đến hai con. Chúc cho hai con trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin mời món quà của người mẹ người bố của cô dâu Thanh Bình sẽ gửi đến hai con của mình ngày hôm nay. Ôi số chết tiếc lại phần mẹ phí đâu ấy em nọ không ngoài liền là cứ phu lán phà mo không em điên cơ phu sùng bể nhớ cơ bà mưa đi mưa đi mưa trận mưa chẹp bên ngang sông tu đu của những tổ chức đám cưới đồng ải em của những mít đang món quà gửi ở sông tu đu. Chúc sông tu đu hảo khăn dây kín phá thai mạnh phần mít đủ đi trai này gần. Xin mời món quà của người bố người mẹ của cô dâu Thanh Bình sẽ gửi đến hai người con của mình ạ. Xin mời. Dạ vâng ơi, được cảm ơn món quà của người bố, người mẹ cô dâu Thanh Bình đã gửi đến cô dâu chú rể trong buổi chiều nay. Và món quà tiếp theo xin kính mời gia đình cậu Mở, Khiêm Nhung cũng sẽ tiếp cận sân khấu để trao món quà cho hai người cháu của mình. Trân trọng kính mời. Của cầu mơ Thoán Hiền cũng sẽ gửi đến cô dâu chú rể, trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, khoảnh khắc tuyệt vời hạnh phúc đó là cô dâu chú rể đã được đón nhận những món quà của những người thân trong gia đình cũng đã gửi đến cô dâu chú rể trong một ngày trọn vẹn ngày hôm nay ạ. Cảm ơn món quà của hai gia đình của các cậu, các mờ cũng đã gửi đến cô dâu chú rể. Và món quà tiếp theo trân trọng kính mời anh chị Bình Dương cũng sẽ tiếp cận sân khấu để gửi đến hai người em của mình. Trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị, người chị gái cả đã cùng với người em của mình chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời hạnh phúc
từ bắt đầu sinh ra và lớn lên. Và ngày hôm nay đây, người em của mình cũng đã thực sự khôn lớn và trưởng thành, cũng đã tìm được hạnh phúc riêng. Thì những người chị cũng sẽ như có những món quà tuyệt vời nhất gửi chúc đến hai em. Chúc cho hai em sẽ luôn yêu thương nhau đến hết cả cuộc đời này. Cảm ơn món quà của chị Dung rất nhiều. Và đồng hành với món quà của chị Dung sẽ là món quà của gia đình anh Dôn Anh, cũng sẽ tiếp cận sân khấu để gửi đến món quà đến hai người em của mình. Trân trọng kính mời. Cho hai chị sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và món quà tiếp theo sẽ là món quà của gia đình anh chị Tài Vân, cũng sẽ đồng hành trở về trung tâm sân khấu để gửi đến hai người em của mình. Xin kính mời gia đình anh chị Tài Vân. Cũng sẽ tiếp cận sân khấu để gửi đến hai em. Trân trọng kính mời. Trước ngày hôm nay đó là một người bạn của cô dâu Thanh Bình. Em xin cô sẽ tiếp cận sân khấu để gửi đến món quà đến hai bạn. Xin mời. Và thưa quý vị, cách đây hơn 2 tuần thôi thì người bạn của cô dâu Thanh Bình cũng là cô dâu đấy ạ. Thực sự ngày hôm nay đây, một món quà có thể rằng nói rằng hết sức tuyệt vời của người bạn cũng đã chưa ngày hôm nay, và chúc cho tình bạn của đôi bạn nữ ngày hôm nay sẽ luôn bền chặt và mãi yêu thương nhau. Cảm ơn món quà của em xin rất chi là nhiều. Và thưa quý vị quan khách thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến một nghi lễ hết sức tuyệt vời, đó là cô dâu chú rể sẽ tiến lên hai bước và trao cho nhau vòng nhẫn cưới kỷ vật thiêng liêng của cuộc đời này. Xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến lên một bước và quên đôi mặt vào nhau đi ạ. Và thưa quý vị, chiếc nhẫn là điểm tròn không đầu cũng không có điểm cuối, và sẽ cùng theo cuộc hành trình của cô dâu chú rể đến hết cả cuộc đời. Xin mời chú rể sẽ quỳ một gối xuống để lãng mạn hơn được không ạ? Và quý vị có thể dành cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Hôm nay làm lễ tơ hồng, chúc cho Long Phượng Quảng Minh đời đời, dù cho vật đổi sao rời, tình chồng nghĩa vợ đời đời ta có nhau. Nhẫn này trao tay một chút để làm tin, dù mai lên thác xuống gành, tình chồng nghĩa vợ đời đời ta có nhau. Xin mời cô dâu chú rể. Và kể từ giờ phút này đây thì bà ta, xã ta và cả đất nước Việt Nam ta có thêm một gia đình nho nhỏ, đó là gia đình của chú rể Quang Hào và cô dâu Thanh Bình. Một lần nữa nhất chào hoan tay thật lớn của quý vị để cùng nhau chúc mừng. Cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Và cô dâu chú rể có thể khoe với toàn thể quý vị rằng ngày hôm nay đây, cô dâu chú rể đã thực sự thuộc về nhau được không ạ? Có thể giơ cao tay vừa đeo nhẫn được không ạ? Vâng, cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay đây ngày hạnh phúc thì cô dâu chú rể sẽ cùng nhau tay chung tay thắp lên ly rượu cưới. Và trước khi thắp lên rượu cưới thì cô dâu chú rể sẽ tiến về chiếc bánh ngọt để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến về chiếc bánh ngọt tình yêu ngày hôm nay ạ. Xin mời. Và tất cả chúng ta sẽ dành tất cả những tình cảm thân thương nhất, những tràng vào tay thật lớn để cùng nhau một lần nữa chúc mừng cho cặp đôi hạnh phúc nhất của buổi trưa ngày hôm nay ạ. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến về thắp lên tình yêu ngày hôm nay.
hôm nay. Xin mời, xin mời chú rể sẽ cầm cho sư phanh lên. Sau đó chú rể sẽ lắc thật mạnh cho sư phanh đúng không ạ? Và thưa quý vị, tiếng nổi của chai sư phanh càng lớn thì niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ sẽ càng bền chặt hơn nữa. Và tất cả chúng ta sẽ dành những tràng pháo tay thật lớn để chú rể khi diệu cưới tại biểu trước em đây ạ. Xin mời. Và xin mời cặp đôi sẽ cùng nhau tham bên ly diệu cưới ngày hôm nay. Xin mời ạ. Và trước khoảnh khắc trước tình người vẫn vương, và đặc biệt hơn nữa là những người bạn, những người thân cũng đã đồng hành với cô dâu chú rể, thì những khoảnh khắc tuyệt vời đến đây, cô dâu chú rể sẽ cười thật tươi lên nữa được không ạ? Người hết minh chứng cho phút giây trọng đại này của cặp đôi nương, người hết ban phép niệm màu để gắn kết hai tâm hồn này lại với nhau. Từng giọt tình yêu, từng giọt hạnh phúc đã được lan tỏa trên tháp ly tình yêu, và chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng một ngày trọn vẹn của chú rể Quang Hảo, cô dâu Thanh Bình. Xin mời cô dâu chú rể sẽ dâng những ly rượu kính lên những người bố người mẹ của mình ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể. Và thưa quý vị thân mến, khoảnh khắc tuyệt vời thì xin mời chú rể cô dâu sẽ tiến về giữa trung tâm sân khấu ạ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đây ngày tròn vẹn của đôi bạn trẻ, thì đại diện phái đoàn hai bên gia đình cũng sẽ có những lời cảm ơn đến toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay. Và xin mời chú sẽ có những lời cảm ơn đến toàn thể quý vị ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể quan viên hoa họ, cùng toàn thể quan khách có mặt hôm nay, tôi là cậu của cháu Thanh Bình, đại diện cho hai gia đình, xin có đôi lời phát biểu. Trước hết, xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý đã đến dự chung vui cùng với gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, xin kính chúc tất cả các quý vị và khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Hai cháu Quang Hảo, Thanh Bình đã có quá trình, thời gian tìm hiểu, làm quen, và bây giờ là thời điểm thích hợp để chính thức vun vén cho hạnh phúc nhỏ của mình. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình cùng thống nhất tổ chức lễ phu quy cho hai cháu để hai cháu chính thức trở thành vợ chồng. Xin trân trọng kính mời tất cả mọi người có mặt trong hôn lễ này nâng ly rượu chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa, thay mặt hai bên gia đình, xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và các bạn của hai cháu đã dành chút thời gian vàng ngọc để đến chung vui, mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Và thưa quý vị thân mến, vừa rồi là lời phát biểu của đại gia đình nhà gái, cũng đã cảm tạ tình cảm thân thương nhất của toàn thể quý vị đã dành tất cả những tình cảm trở về để chúc mừng hạnh phúc. Và ngay bây giờ đây thì cho phép phòng 8 được kết nối với toàn thể quý vị. Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau rót những ly rượu thật đầy, và chúng ta sẽ cùng nhau hô to chúc mừng hạnh phúc được không quý vị ơi? Và toàn thể quý vị, chúng ta sẽ rót những ly rượu thật đầy và chúng ta sẽ dâng chén thật là cao lên và cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho Quang Hảo và Thanh Bình của buổi chiều ngày hôm nay ạ. Toàn thể quý vị anh chị em ơi, hơi bé đúng không ạ? Hô càng to thì hạnh phúc càng đông đầy này. Toàn thể quý vị anh chị em ơi, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Xin mời, xin mời phái đoàn hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng chạm chén nhau để kết nghĩa tình nghĩa thông gia ngày hôm nay. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ chạm chén nhau để tình yêu luôn viên mãn và hạnh phúc.
Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, được thay mặt đôi bên gia đình, được thay mặt cho cặp quê nương, một lần nữa được cảm ơn tình cảm toàn thể quý vị đã dành tất cả những khoảng thời gian hạnh phúc để cùng nhau trở về đây để chúc mừng cho cặp đôi. Và chúc cho toàn thể quý vị chuẩn bị bước sang một năm mới, năm 2024 luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gia đình an khang thịnh vượng. Ở sáu chữ tiếng lại phò mẹ pi nào ngoài em nọ ở mưa đi cả mưa muôn sắc đổi phù miết mỡ xin đầu làn của chị mi cáo cảm ơn họ tiếng lại phò mẹ pi nào cho chị mi cáo cảm ơn họ tiếng lại phò mẹ pi nào nó có chúc sang đổi phù hồi mi lại ta lắc áo chờ co hạ cản ta phồng lành bánh cản ta phồng lón chúc được tăng tú tăng già tăng cả tăng nay hảo khăn lại kiện hanh lù hanh tàu thứ xa má đầu làn cả xóa pha quá họ tiếng lại phò mẹ pi nào xúc hở tăng phò mẹ pi nào phật cả hảo khăn xỉn sơ sẽ pi ni mi đồ sảy sao pi ni mi đồ nào kiện nào đó hót hở giao thông bắt được phò mẹ pi nào ngoài em thấy cổng thấy xin thấy sao đó. Cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Xin mời phái đoàn hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể sẽ trở về phía dưới để cảm ơn tất cả tình cảm ngày hôm nay. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa và ban tổ chức chúng tôi cũng sẽ để nhạc nhẹ để cho cô dâu chú rể trở về. Thì cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị đã có mặt tại buổi trưa nay. Xin thành cảm ơn tất cả quý vị.
We'll be right back.